Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa quý vị, bão số 8 sau khi đi vào Biển Đông đã di chuyển chậm, có thời điểm gần như ở nguyên một vị trí và cường độ bão đã đạt đến mức cấp 12, cấp 13, giật cấp 15 trong hôm qua. Đây là cơn bão mạnh nhất từ đầu mùa cho tới nay trên Biển Đông. Nhưng do bão tồn tại lâu, yếu tố mặt đệm không thuận lợi, cộng với khối không khí khô ở phía bắc nước ta nên cho tới nay đã giảm nhanh về cường độ. Trong sáng nay, chỉ còn cấp 10, giật cấp 12 và vẫn đang ngày càng suy yếu thêm. Không loại trừ khả năng bão sẽ suy yếu trước khi đi vào đất liền của nước ta. Tuy nhiên, trên biển do ảnh hưởng của bão thì vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa bão, gió mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Sóng biển cao từ 5 đến 6 mét, biển động rất mạnh. Từ tối và đêm nay 24 tháng 10, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Ở vùng biển từ Quảng Trị cho tới Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Và tiếp theo, mời quý vị cùng bà con đến với những dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình trong đêm nay và ngày mai. Thưa quý vị và bà con ngư dân, di chuyển theo hướng Tây, vì thế từ sáng mai, hoàn lưu bão số 8 sẽ ảnh hưởng tới Vịnh Bắc Bộ. Trong đêm nay có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, thế nhưng ngày mai thì gió sẽ tăng lên mức cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8 và kèm theo đó là mưa dông mạnh, khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn từ 4 đến 10 km, vùng gần tâm bão giảm còn từ 2 đến 10 km. Tuyến hải trình từ Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ cũng bị ảnh hưởng. Dự báo phải sang ngày 26 tháng 10, sóng và gió trên vịnh cũng như là trên tuyến hải trình từ Hải Phòng ra Bạch Long Vĩ mới giảm cấp. Đối với các vùng biển miền Trung, khu vực từ Quảng Trị trở vào tới Quảng Ngãi là vùng trọng tâm tác động của hoàn lưu bão số 8. Từ đêm nay trở đi, ở vùng biển từ Quảng Trị cho tới Quảng Ngãi sẽ có mưa dông mạnh và gió biển cũng sẽ mạnh dần. Đến sáng và trưa mai thì mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật tới cấp 8, cấp 9. Sóng biển vì thế cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Và tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ của Quảng Ngãi ra khu vực huyện đảo Lý Sơn vì thế sẽ chưa nên ra khơi. Không nằm trong vùng tác động của hoàn lưu bão số 8, gió mùa Tây Nam lại hoạt động không mạnh, nhưng ở khu vực biển từ Bà Rịa Vũng Tàu trở vào cho tới Cà Mau vẫn xuất hiện mưa rào và dông ở nhiều nơi. Những cơn mưa dông khiến cho nguy cơ xảy ra tình trạng lốc xoáy cũng như gió giật cao, tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển phía đông của Nam Bộ và tuyến hải trình từ Vũng Tàu ra tới Côn Đảo luôn trong tình trạng tầm nhìn thấp, nguy cơ gió giật mạnh trong mưa dông nên cần hết sức lưu ý. Gió Tây Nam giai đoạn suy yếu, ảnh hưởng của cơn bão số 8 là không có. Vì vậy, đối với khu vực biển phía Tây, vùng biển từ Cà Mau cho tới Kiên Giang, trong đó có tuyến hải trình từ Rạch Giá đến Phú Quốc, thời tiết đáng lưu ý nhất chính là những cơn mưa dông về chiều và tối, làm tầm nhìn xa thấp dưới 10 km, kèm theo nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật. Tàu thuyền hoạt động trên khu vực biển phía Tây, cũng như trên tuyến hải trình từ Rạch Giá ra Phú Quốc, cần hết sức lưu ý. Bản tin thời tiết biển ngày hôm nay sẽ khép lại với dự báo chi tiết cho các vùng biển trên cả nước trong 3 ngày tới. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng bà con trong các bản tin tiếp theo.